chương ta lại theo con bước lớn đầm qua mấy hàng dừa dược mấy dầm thầm ôi chương dương rộn ra trong lòng đất bến tre mười mấy năm lúa đàn hạ những dừa xanh dần và đã lên lên đầm từ mấy xanh hàng hạ làm lại đang vượt qua con đập có phải em gái quê nhà đã bấy lâu qua con giặc đất lửa này à mặt có lồn tàu chiến giặc lại nào cay sáng nay bây năm hai vừa ra sắp lại tìm tìm tao tấp đầy vô từ hoài dạm giặc lại mò tại đàn lên bờ khu vực ấp hạ kè đổ tôn tôn ngang dòng nhà cửa dẹp chồng cái chặt chặt tăng em mới chạy nhanh thăm lại các ầm mà dài tới tổ hợp bàn cùng chơi bánh nhân xong em liền vào quyết định đưa các thương binh ra khỏi dòng dây dằng mấy chục bệnh nhân thân còn thương tích người bám chặt người dược chặt bắn sông chặt có em lo chẳng chút sợ lòng mỗi lần cổng ông bình là mấy lần chặt lại đánh không sáng nay nắng chiếu mây hầm em lại về với những dòng sông em chính là em người lên 20 tuổi tròn à, năm năm dài gắn liệt quân nghi diện gia chiến trong giường cô đồng ngày đêm ở chiến còn ba đồng tuổi gian khổ nào bằng em dừng lại à, bữa cháo bữa rau thường bánh cho bằng cơm mặc cá áo rào cho các anh vui miệng cho gió thường được mau bình phục đêm dài còn đặt bệnh cho đến sáng mắt thấm quần nhân dân lộn vui đi em còn nhớ ba con ra tận ông ngõ để đem đưa luôn dặn dò phải vượt qua gian khó càng gian khó chỉ ta càng bền đêm nay dắt súng bắn đường cảnh như biển trời bão dịch quê hương lửa bùng cháy khắp bốn phương em gái đồn thu đồng lúa đổ ngát hương chào em mang tình nước nghĩa quê nhà dắt bóng dầm trong bên bóng ngoài em cười à. Em thắng quân thù bằng làm nào cấm dặn dặn à, lắm em rồi người ta thiên gian trốn sống bom thù ê hương dặn nặng em là quá giữa rừng quá giữa rừng vừa ngát ngát hương thầm em lớn lên trong tâm dài đến tầm mũi dáng mình em lớn cao lòng lòng em đi gió đòn quân chỉ đi à, giữa đường vừa trăm bến đường rất áo em sắc thắm hoa hồng dáng người con gái kiên ngang thù xa bồi đắp tiếng em người à quê mình dáng mãi lời ca và dạ, xin cảm ơn và để